1/3 nồi thôi. 1/3 nồi. Xong rồi xíu mình bắt cho nó sôi lứt. Hôm nay là làm cũng tầm khoảng chừng 280 kg. Một mẻ như vậy là bao nhiêu trứng? Dạ một mẻ khoảng tầm khoảng 2 kg đến 2,2 kg trứng rồi. Mình đặt thiết kế bằng cái bánh cán đó. Xin chào quý vị khán giả, quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn. Chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn mì ở quận 10, quận 11. Thì quán này thì sẽ có 4 chi nhánh được. Bên đây mới đúng. Ủa cũng vậy mà. Khác chứ, bên đây là vịt, bên đây là gà. Dạ rồi, VMWood Travel xin chào quý vị khán giả. Gia Phú và Mèo rất vui được gặp lại quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn. Thì cách đây cái lần mà gần nhất mà Phú quay món mì vịt tiềm á, thì cũng có nhiều bạn chia sẻ là ghé qua quán mì vịt tiềm Ba Huy. Thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến cái chi nhánh 2 của quán mì vịt tiềm Ba Huy ở địa chỉ là 297A Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11. Nói là mì vịt tiềm nhưng mà ở đây vẫn có gà cho những quý vị khán giả nào ăn không ăn được vịt. Rồi, nhưng mà trước khi mà chúng ta xem cái chi nhánh 2 này thì lâu rồi quý vị khán giả cũng không có thấy quy trình chế biến đúng không? Cũng mời quý vị khán giả chúng ta lưu ngược thời gian một tí xíu để đến quán ở chi nhánh 1 vào lúc 4 giờ sáng để chúng ta xem cái quy trình làm ra cái món mì vịt tiềm này. Đặc biệt là quán có một cái bình một cái đi kèm rất là hay, đó là mì tự làm luôn. Mời quý vị khán giả cùng xem. Quay ngược thời gian chờ về với buổi đêm đó, mình phải về cho thực tế đó quý vị khán giả. Bây giờ là 4 giờ mấy à, chúng ta sẽ đi vào quán mì vịt tiềm Ba Huy đây. Huy chào Huy. Đây là ông chủ, giới thiệu khán giả, đây là ông chủ Ba Huy, bạn Huy. Thì ngày hôm nay rất là nhờ Huy hỗ trợ và chia sẻ cho quý vị khán giả biết cái công đoạn mình làm ở trong ha. Dạ rồi, em sẽ chia sẻ nhiệt tình. Rồi mời quý vị khán giả. Dạ. Thì đây là cái bước đầu tiên để làm cái nước lèo đúng không? Dạ, đúng rồi. Thì bây giờ bước đầu tiên đây là em có bỏ vô mấy củ hành nè để thơm hơn, với lại một số thuốc bắc. Giống như ở đây có thuộc địa nè, đinh hương, bông hồi, với lại có mớ quế dưới này. Ồ. Nha. Dạ. Là khoảng 4-5 loại hả? 4-5 loại gì đó. Bây giờ mình sẽ làm gì? Bỏ rồi tiếp theo mình bỏ cái gia vị vô. Đây là cái nước gia vị đúng không? Có đường phèn với lại kìa, quay cái đấy đó, đường cái gì gian vậy ăn. Ồ, cái nồi này bao nhiêu lít một thôi? Nồi 350 lít. Rồi xịt nước. Bây giờ là cho nước đầy lên luôn hả? Dạ, cho nước khoảng 1/3 nồi thôi. 1/3 nồi. Xong rồi xíu mình bắt cho nó sôi lên. Rồi khi mình chiên vịt xong thì mình bỏ vô luôn. Ok. 1/3 nồi. Cái nồi rất là bự. Là khoảng 100 mấy lít.
rồi 350 lít rồi. Đó. 1 phần 3 là 100 mấy lít rồi. Còn 300 mấy lít. 120 lít. Tại vì mình để dịch vô là đầy nồi nè. Nó dâng nước lên. Dâng nước lên. Ừ. Đây, trước mặt quý vị là toàn bộ là dịch đã được sơ chế, rửa sạch, đúng không Huy? Dạ đúng rồi. Sau khi mình rửa sạch, gói đầu tiếp theo là mình ướp gia vị. Ồ. Rồi, toàn bộ số dịch này là chia đều các chi nhánh luôn đó, hả Huy? Dạ, toàn bộ số dịch này là chia đều các chi nhánh ha. Hôm nay là làm cũng tầm khoảng chừng 280 kg. 280 kg. Thấy có gà nữa ha Huy ha. Dạ có gà nữa. Gà thì coi như ít hơn dịch hả? Gà thì ít hơn dịch đâu. Em ở đây bán chủ yếu là bên dịch tiền. Qua đây nhá. Nó mình bán thêm gà để cho thêm sự lựa chọn. Với lại cái giá nó rẻ hơn. Đó. Bao nhiêu gia vị vô? Dạ. Bao nhiêu cái gia vị trong đây? Trong đây cũng có chục loại gia vị á. Có hắc xì dầu đó, đúng không? Có hắc xì dầu. Đó là cái nó tạo cái mùi đen, màu đen đen. Có mùi hương, nhiều là mùi hương. Ờ, cái mùi của mùi hương. Mình đứng ở xa này mình cũng nghe mùi hương. Cứ phải làm từng mẻ vậy ha. Chi làm cho nó nhẹ lên. Đảo hai người đảo đi, cho nó ấy, đứng cửa. Đừng hơi đấy. Thao khoảng là 2 tô gia vị múc vô. 2 tô. Xong là cái này mình cũng phải để bao lâu nữa không, hay là mình sẽ bỏ để vô nửa tiếng rồi. Nửa tiếng. Đây là bước tiếp theo là mình chiên dịch để mình thử đi cái mùi tanh của dịch. Mình chiên là săn lại chứ không cần phải chiên kỹ quá. Tự nhiên nó chín là chín từ cái nước lèo đúng không? Chín từ lúc mình hầm. Từ câu này là mình chiên. Thì chiên sơ thôi. Kinh doanh là được 7 năm rồi. 7 năm rồi. Còn học nghề cũng lâu rồi. Cũng lâu. Đó, đảo. Hồ sơ dài dòng, chưa tới 1 phút là đã vớt ra rồi. Số lượng cực khủng. Bốn chi nhánh mình hiện nay là vẫn hoạt động luôn đúng không? Bốn chi nhánh hiện giờ vẫn là hoạt động mình. Đều mở cùng một giờ hết hả? Đều mở cùng một giờ là 10:30 đang mở cửa. Bây giờ là nấu xong hết, sắp xong hết rồi bắt đầu là chỉnh chuyển đi. Cái này là sao đây Huy? Cái này là mình đang phi hành. Hành tươi nãy giờ mình phi á. Là bắt đầu để mình chuẩn bị đổ nấm vô, mình phi nấm cho thơm lắm. Ok, đổ vô. Dạ, thơm rất liền. Đổ vô. Phi nấm với phi hành. Xong rồi đổ hết cái này vô nước lèo. Đúng rồi, cái này mình phi thời gian nữa. Chắc là cho nó sôi lên. Rồi để thời gian nữa cho nó thơm nấm hết trơn á. Bắt đầu mới đổ vô nước lèo. Mình múc mình đảo. Rồi cho nguyên của cái nồi 350 lít thôi hả? Cho nguyên vô đây luôn. Một cái nồi nhỏ thì cho nguyên cái đó. Cho nguyên vô luôn. Đó, chiên xong hết luôn rồi ha Huy ha. Dạ đúng rồi. Sau khi mình chiên hết cái số dịch này nè, thì bắt đầu mình chuyển sang hầm. Cái này là dịch không nè, chưa có chiên gà. Dạ đúng rồi. Bây giờ là đổ vô hầm hành tím, dở lên hầm tím. Lấy góc này chứ hả? Rồi. Rồi, cứ làm đi. Hồi sớm muốn quên nói là trong cái quá trình sơ chế là rửa là có cái công đoạn là xâm dịch nữa đó quý vị khán giả.
xăm xăm cái con vịt để nó thấm cái gia vị vào. Và bao lâu thì mình mới bắt đầu mình vớt ra? Bây giờ em bắt đầu hầm, em bật lửa lên sôi. Cái này tổng cộng hết tầm khoảng 1.5 tiếng là xong. Vậy là cái mỡ khi nào mình mới vớt? Mỡ là khi mình vớt vịt ra, bắt đầu mình mới vớt mỡ. Tức là mình hầm xong rồi bắt đầu mình mới vớt mỡ. Rồi, bây giờ là vớt hết vịt ra. Bây giờ vớt vịt ra. Như cái vịt này là xong rồi đúng không? Dạ, bây giờ là xong rồi đó. Bây giờ là mình cắt bỏ cái phao câu này còn dính ít rồi. Là mình đặt vịt này là đã cắt phao câu rồi, nhưng mà nhiều khi ta còn có nhiều cái đó, nó còn khó cắt bỏ. Wow, quá trời đó. À, cái màu của vịt nó nhạt bớt rồi đó quý vị khán giả. Cái gia vị của nó đã hòa chung với cái nước rồi. Mà thay là nguyên lớp cái trời mỡ rất là dày. Đó, cái lớp mỡ đọc để mình quay lại. Trên mặt nước luôn mà nó xuống sâu lắm á. Xuống sâu lắm. Sâu lắm á, có 10cm mỡ cũng vậy. 10cm mỡ. Wow. Đó, giờ cái lớp trên đó là lớp mỡ chứ không phải là lớp nước tiềm đâu. Đó, đây là cái lớp mỡ 10cm. Bây giờ là ảnh múc lên để ảnh chiên vịt với lại nấu sa tế. Sa tế là cũng xài nấu mỡ luôn rồi. Ở đây là nước sốt sa tế là cũng Huy làm luôn á quý vị. Dạ, từ quán nấu. Đa phần tất cả nguyên liệu đều là ép bầu đủ hay là ốp dịu đủ, ở đây cũng là quán làm hết. Sao em quên hỏi là cái vịt đó là em để 1.5 tiếng là em muốn cái vịt của mình như thế nào? Rồi lố cái giờ đó hay là trễ sớm hơn cái giờ đó thì nó sẽ nói chung là cũng làm dựa trên kinh nghiệm nhiều. Mình nói cái số 1.5 tiếng đó là chuột khoảng đây thôi. Nhiều khi số lượng vịt mà nó hơi nhiều quá. Trung bình đó là 1.5 tiếng. Đúng rồi, trung bình là làm đó thôi. Nhưng mà có thể là nếu số lượng nó nhiều quá thì mình sẽ làm ít hơn. Thời gian nó sẽ nhanh hơn nữa. Rồi, dạ thưa quý vị khán giả, đây là bạn Minh. Bạn Minh sẽ phụ trách làm những cái sợi mì tươi nhà làm này. Minh giờ mình cứ làm ha. Dạ, dạ. Sáng nào là cũng một mình bạn Minh làm đúng không? Dạ đúng rồi anh, sáng mình làm thôi. Ngày làm món tầm 6-7 mẻ vậy đó. 6-7 mẻ. Dạ. Thực ra cái mẻ này là cái mẻ cuối nè quý vị khán giả. Sáng giờ là như làm được 5 mẻ rồi đúng không? Dạ đúng rồi, bữa nay làm 6 mẻ. 6 mẻ. Đó. Ở trong đây là ngoài trứng này ra là trước mình bỏ vô là dầu ăn với lại nước cho. Nước cho hả? Nước cho. Nó là nước cho tàu anh, kiểu như một cái kiểu truyền thống á, để người ta làm sẽ có mì nó sẽ có độ kết chín độ dai. Nó không có dùng cái quá chín nữa, nó không có bảo quản nữa. Một mẻ như vậy là bao nhiêu trứng hả? Dạ một mẻ khoảng tầm khoảng 2kg đến 2.2kg trứng anh. Ồ, trứng tinh ký hả? Chứ không phải là tinh trứng ca cha cái hả? Một cái là khoảng em đo thì nó sẽ dao động khoảng từ 50 đến 60 gram. Thì em tính ký thôi cho nó dễ tính. Tính ký là cho nó chuẩn nha. Mình bỏ bột vô, như bỏ vô 8 kg bột nhẹ cơ mà. Trứng to trứng nhỏ. Đúng rồi. Rồi. Bây giờ là quay bột phá Huy hả? Dạ đúng rồi, bây giờ đang trộn á. Cái này là một loại bột hay là có nhiều loại bột hả? Cái này có bột mì với bột năng. Và chủ yếu bột mì thôi, bột năng chỉ có 1 miếng trong đó thôi. Có cái máy quay chắc cũng lẻ hả? Lẻ 5 phút thôi. Phải đập thêm trứng hả? Thì là phải như thế nào thì mới gọi là được? Nó phải có một cái độ dẻo. Độ dẻo nó phải có một cái độ dẻo, độ dai. Bột này là chưa được hả đúng không? Sắp được. Sắp được. Sắp được hả? Nó phải dính đều hết. Nó bết lại đúng không? Cái này gọi là cái công đoạn gì vậy? Sau khi mình nén rồi á anh, thì bây giờ mình đổ ra, mình cắt.
bỏ vô máy, nó cần bỏ vô máy mình cán từ từ. Tức là bạn làm thủ công rồi quý vị khán giả, mà tại vì năm mẻ nó là nhét rồi lại bỏ vô trong cái bao để nén, đó nó thành cái hình khối vậy luôn. Rồi bước tiếp theo là cán bột hả quý? Cán bột anh, là bây giờ là bạn đang cắt kìa, cắt bột ra kìa. Xong rồi bạn bỏ vô máy cán. Cái công đoạn này nếu mà mình tính theo kiểu coi thủ công á là dùng cái cây dài để lăn 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 thì đúng là quá, với cái số lượng nhiều như vậy là chỉ có máy làm thôi, chứ con người làm thì tới một lúc nào đó thì sức cũng phải yếu đi. Cán mấy lần thì nó mới được? Dạ khoảng 2-3 lần á, nó lấy được cái hai cái mặt đều hai bên là coi như một lần ok. Nó đều hai bên. Dạ. Tại vì cái bột thì em xay đều đó, thành ra là cán chỉ là lấy mặt bằng hai bên cái này thôi. Để khi mình cắt mì nó không bị phí. Vậy là thành công á. Mấy này thành công rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Nó phẳng như vậy là được. Xong bước này em còn tiếp theo là em cán bột. Đó, đây là cái miếng hồi nãy cán dài ra nè quý vị khán giả. Đó, nhờ bạn cầm cho quý vị khán giả coi ha, dài thằng lòn luôn. Bây giờ là mình cán mỏng đúng không Minh? Dạ đúng rồi, bây giờ em cán mỏng ra để lát hồi mình cắt mì á. Rồi, giờ em cán đi. Xong một miếng hay gì cua rồi đó, mười mấy miếng á, mười mấy hai chục miếng á, có luôn. Ở đây giống như là một cái mật thất luyện võ công vậy đó quý vị khán giả. Đây là một cái phòng riêng để làm bột và làm ra những sơ mì luôn. Có một mình bạn Minh luyện võ công trong đây thôi. Đó, vậy là chúng ta đã cán mỏng xong hết rồi đó quý vị khán giả. Giờ là coi như là cắt thành những sơ mì. Bước tiếp theo là cắt sợi mì anh. Cái này là mình để che gió đúng không? Cái này là để che gió lại cho đừng có khô, để vô máy cắt cho nó dễ, để nó khô cái mép á, bỏ vô khó. Khoảng được mấy giắt mì ta? Cái này để em tính thử không? Chắc 1.000 mấy á, cỡ 1.500 á. Không, một tấm này nè. Một tấm này không? Tấm này tầm có 3-4 giắt à. À, 3-4 giắt. Một giắt này là em sẽ cân lại, tầm một giắt là 40 gram. À, cân lại nữa. Cân lại nữa, 40-45 gram gì đó, tầm khoảng đó. Cái máy này người ta bán vậy luôn. Máy này mình đặt thiết kế giống vậy luôn. Phải đặt thiết kế chứ đâu có phải là nó... đặt thiết kế bằng cái bánh cán đó. Rồi công đoạn cuối cùng. Bây giờ là quấn mì. Quấn mì. Thì một giấc mì ở đây em là tầm 40 gram đổ lên, 40, 45, 47 gram gì đó. Rồi để vô cái ngưng nha. Kinh nghiệm ha, làm ít quá thì thêm. Rồi mới nói cái khớp rồi. Nãy giờ thấy quấn bách phát bách trúng. Căng quen tay. 10 lần thì chừng có 1 lần thôi. Hồi đó mới làm là mất bao lâu để em thạo cái việc này? Nếu mà em nói chung thì cái việc quấn này mất cũng lâu, anh cũng mới tầm 2-3 tháng em mới quen tay được. Tại mà mình cầm cái tay, định lượng cái tay của mình khi cầm nó không có biết được bao nhiêu gram hết á. Cái mình cầm rất là quen với thành ngày, rất là nhiều lần á, nên mới biết được chính xác mình đang cầm bao nhiêu gram. Hồi đầu mất mấy tiếng rồi giờ làm mất mấy tiếng? Hồi đầu em chỉ làm bằng 1/3 bây giờ thôi. Nhưng mà thời gian dài hơn bây giờ luôn. Em làm xong 1/3 mà thời gian khoảng tầm 8-9 tiếng mới về. Thì bây giờ hiện tại là cái số lượng đang gấp 3 số hồi xưa đó. Lên level. Nhưng mà tính ra thì Huy là chắc cũng cái mì này đâu có làm đơn giản đâu thôi Huy ha. Dạ đúng rồi, cái sợi mì này làm rất là cực chứ không phải là đơn giản. Với lại thấy thì đơn giản đó,
Dạ đúng rồi. À, với cả thời gian mà em làm sao mì này bị mắc khách rất là nhiều á. Vậy hả, sao vậy? Tại vì nói chung là cái thời gian đầu mình làm không có chuẩn, nó không có được ngon. Là nó có khi nó cứng quá, có khi nó mềm quá. À. Rồi trụng á, cái thời gian đầu mình trụng đó nhưng mình không biết trụng á. Thì nhân viên của mình hay là mình, ngay cả mình đi, mình trụng nhiều khi nó cũng không có đạt sao mì. À. Rồi mình bảo quản nữa, bảo quản là lậu đầu á, là mình làm sao mì thì mình chưa bảo quản gần, mình bỏ vô cái tủ mát mà nhiệt độ nó thấp là cũng sao mì của mình bị hư. Ồ. Nên thời gian đầu em mắc khách rất là nhiều vấn đề sao mì. Phải tính tỷ lệ bột, tỷ lệ trứng, rồi cái nhiệt độ để bảo quản. Ừ. Nhiều thứ. Rồi. Chúng ta kết thúc khóa học làm mì thủ công ngày hôm nay. Đó, như vậy là nãy giờ chúng ta xem coi như là cũng gần chắc là 2/3 gọi là quy trình chế biến ở quán mì Dịch Tiềm của bạn Huy ha quý vị khán giả. Đến đây là từ lúc 4 giờ, bây giờ là 8 giờ rưỡi rồi 9 giờ là chúng ta cũng chỉ mới đi được khoảng phân nửa thời gian chuẩn bị của quán thôi. Quán còn khoảng 3-4 tiếng nữa mới làm xong hết tất cả mọi thứ mới đem ra bán. Đó, thôi thì bây giờ chắc là chúng ta sẽ về nghỉ ngơi. Thì chiều chúng ta quay trở lại để mới được ăn. Còn đối với quý vị khán giả thì chỉ cần chớp mắt tôi coi tí xíu nữa là được ăn rồi. Mình lại phải đợi 7-8 tiếng nữa. Rồi. Dạ. Hồi sáng là chúng ta gặp ông chủ, bây giờ là gặp bà chủ. Giới thiệu quý nhà đây là Huyền, là bà xã của bạn Huy. Dạ, đúng rồi. Huyền là phụ trách bán ở quán. Dạ. Làm là Huy. Dạ đúng rồi. Cứ 11 giờ là coi như mình bắt đầu bán ở các chi nhánh hết ha. Dạ đúng rồi, các chi nhánh đều mở cửa lúc 11 giờ hết. Dạ, hiện tại là cái giá ở ngoài là dán là mình là đúng cái giá hiện tại đúng không? Dạ. Đó, quý vị hãy theo dõi tiếp. Bây giờ mình xem làm ra những cái tô mì ha quý vị khán giả. Các quầng tư ha. Dạ đúng rồi. À, nếu mà cắt đôi cái là một cái đùi là cái phần đùi là cái đùi 68.000 anh. 68.000. Dạ, mà cái đùi của em nó bự hơn. Nó không phải cái đùi giống vậy. Đây, nó là cái đùi bự hơn vậy. À, cái đùi này là để sẵn riêng ha. Dạ đúng rồi. Nay hồi sáng mình có cân đồ hết trơn rồi đó. Dạ, cái nào mà có đủ điều kiện làm cái đùi thì mới làm cái đùi thôi. Còn nó nhỏ hơn thì em cắt ra cái đùi hết chứ không bán gốc tư. Bên đây mình xài cái nồi nhỏ vậy thôi ha. Dạ đúng rồi. Nước nào nó cũng sôi á để bán không kịp. Từ một cái nồi bự phân phát ra tất cả cái nồi nhỏ. Để chế đi luôn. Cái mềm không chiên lại. À, đùi mềm là thả sẵn trong nồi luôn, dạ. Không chiên lại. Nó mềm quá nên mình cắt bằng kéo. Mình cắt bằng cái dao thì nó sẽ bị nát. Đây phần này 68 nè đúng không? Dạ đúng rồi. Chiên luôn chế. Là chiên vô đây những sợi mì mà chúng ta hồi sáng xem. Mì mình bỏ vô thì khoảng chừng 15 giây mình vớt ra. Mình nhúng qua nước lạnh để cho nó sốc nhiệt sợi mì nó mới dai được. Sau đó là mình nhúng qua nước nóng để làm nóng lại sợi mì. Dạ, cải ngọt, nấm đông cô. Nấm đông cô. Rồi. Rồi, đây, gà. Dạ. Cái này là đùi gà là giá 45.000. 45.000. Ức gà là 35. Dạ đúng rồi, gốc cái gà là 60. Đó. Có rất là nhiều sự lựa chọn cho quý vị khán giả. Rồi, đi luôn chứ. Ok. Rồi Huyền làm giùm anh một tô mì mềm nha. Mềm với lại một thêm một cái đùi vịt chiên giò. Mình ăn gốc tư ha anh ha. Gốc tư đúng rồi. Rồi. Gốc tư hầm mềm. Rồi. Mình thêm một cái đùi vịt chiên giò. Rồi ok. Đó. Tôi sẽ bỏ nước lèo. Đùi chiên giòn em lấy gốc tư luôn nha. Thôi lấy đùi nhỏ thôi. Lấy đùi nhỏ thôi hả?
đó, cho nó thấy được cái hai cái size nó khác nhau. Sẽ ướp mật da xuống để cho nó giòn da. Chi nhánh 2 này là mình mở bao lâu rồi? Dạ em mở được hơn 1 năm rồi anh ấy. Nào thì thường mình sẽ là đông anh Huyền. Dạ trưa thì khoảng tầm 11 giờ. Giờ đó là giờ công nhân viên chức ra. Dạ thì khoảng giờ đó, và là chiều thì khoảng từ 5 giờ rưỡi cho tới 7 giờ. Dạ giờ cao điểm. 4 giờ mấy thôi, nhưng mà ở dưới là ngoài đây là full bàn rồi nè. Bên đây thì được cái có trên lầu ha. Dạ đúng rồi, ở trên lầu mình có máy lạnh luôn anh, phục vụ máy lạnh trên lầu luôn. Đây để xe hơi thì mình để Dạ xe hơi mình để quẹo trong hẻm mà mình để nhờ mé bên hông. Ok. Ở đây thì em chuẩn một lần 2-3 tô mì á, cho nó kịp thời gian, chúng tôi không có kịp. Thôi mình có nghỉ ngày nào không? Dạ không anh ơi. Ngày chay cũng vậy luôn. Dạ đúng rồi, em bán xuống vậy đó. Okay. Hỏi chặt cái này, hỏi chặt. Rồi bỏ nước lèo lên luôn. Rồi. Rồi mình ra bàn ngồi. Đúng rồi. Bên đây là cái chi nhánh 2, ở dưới đây là cái không gian ngoài vỉa hè như quý vị khán giả. Mình vẫn có không gian lạnh ở trên lầu, cũng rất là sáng sủa và thoáng mát. Ở đây thì thấy nó rộng rãi hơn là so với bên chi nhánh 1. Đây, trên Tài Phú thì menu đều có ghi rất rõ giá trên đây. Nói chung là từ ướt gà là 35, đùi gà là 45, gốc tư là 60, ức vịt là 52, đùi vịt là 68, gốc tư là 85, đồ chua là ăn miễn phí, khăn lạnh trà đá 2.000 một cái. Đũa muỗng thì đã được bọc như vậy để tránh cái việc bụi, đó mà rất là kỹ càng. Đây là cái sốt là quán làm luôn. Rồi mình sẽ bỏ thêm sa tế vô, sa tế là của nhà làm luôn, nhìn lạ lạ ha. Sa tế là có nói như là có làm từ mỡ vịt nữa đó. Xịt tương ớt đây. Rồi, Gia Phú xin mời quý vị khán giả, quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức tô mì vịt tiềm Ba Huy. Đây, bây giờ chúng ta sẽ nếm cái nước lèo ha. Đây, nước lèo thì nó sẽ không có quá đậm cái màu, nó đen, nó sẽ có một cái màu nâu. Và nó sẽ có một cái lớp, một túp mỡ màng. Nước lèo cảnh nó rất là ngọt nước và nó thanh lại cái miệng của mình. Sau đó nó sẽ thoang thoảng cái mùi vị của thuốc, nó không quá nồng đậm mùi. Cho nên những ai mà không có quen mùi vị thuốc bắc thì cũng đừng có lo cái mùi nó quá bị nồng đậm. Nó đủ để chúng ta cảm nhận được cái hương vị đó. Đây, sợi mì trứng nhà làm, chúng ta có thể thấy ha, cái độ dai của sợi mì ha. Sẽ có cái màu vàng nhạt. Còn khi thấm nước lèo thì cái màu nó sẽ sậm hơn một tí. Nó được chụm nước lạnh cho nên cái săn sợi mì nó dơ dai, nhưng mà mình cảm giác ăn á, cái độ bột của cái sợi mì tí chứ nó không kiểu là giòn rồi cái nó tan ra, mình sẽ cảm nhận được cái mùi trứng, cái mùi bột của cái sợi mì này. Rồi ăn miếng đu đủ đã. Đu đủ đây á, ngâm chua nha, nó sẽ không có cái vị ngọt như là đúng là đồ chua luôn á. Rồi bây giờ ăn sao ta, tách cái này ra ha. Đây đó, mọng nước ở trong ha, mềm dữ vậy.
Phú xé cái lớp này Phú ăn trước. Béo à, cái phần dao nó béo rồi. Xăng. Giờ mình chấm cái sốt nha. Đây là cái sốt. Thì cái sốt này á, nó được nấu thì nó sẽ vừa kiểu như là nó có cái vị, không biết là có tương đen hay không, nhưng mà cái vị là nó sẽ, cái hậu nó là cái vị nước tương đó, rồi những cái gia vị hành tỏi khi mà bỏ sa tế thì ăn ngon, nó sẽ thiên về cái hậu ngọt. Cái sa tế rất là cay nữa, cái gì vậy? Xé đi đó, cái thịt ở trong ha, không có bị khô thịt. Mềm. Ngậm nắm. Với cái gù Phú á, thì Phú thích cái cảm nó giòn hơn nữa. Nó giòn giòn dai dai hơn một chút nữa. Cái này thì tại Mỹ đây á, Phú ăn Phú cảm thấy là nó sẽ ăn tạo cảm giác mình nó sẽ no lâu. Đây, mình ăn luôn cái vịt chiên giòn. Ồ. Xé hả? Vịt chiên rồi á. Cái phần da này á, cảm giác ăn nó không có dày. Nó giòn tan, nó mỏng hơn rồi so với cái phần cái mà ăn vịt mềm. Ăn vịt mềm với nước lèo thấm vô cái phần da nó nở ra hơn. Đó. À. Từ ăn miếng đồ chua đã. Chua phải thêm tí ngọt. Chua. Ở đây thì sẽ hơi thiếu, nếu mà được á, Phú sẽ Nghiêu Huy và bạn Huyền thêm cho tôi xíu muội. Ăn với cái chiên giòn. Không, mình ăn cái tương ớt. Rồi giờ mình chấm sốt của quán đi. Chắc là do là sốt quán cũng đã có cái sốt riêng rồi á, nên là không có cần tương xíu muội. Mà mở quán thì cũng là để tiếp cận được nhiều hương vị thịt khách, thì có thêm cái chai đó nó cũng không có, nó cũng không có ảnh hưởng gì mấy, mà mình có thêm được cái sự lựa chọn cho khách mình sẽ tốt hơn. Thường quý vị khán giả đi ăn miền Tây là chọn ăn kiểu mềm hay là kiểu giòn? Phú thì Phú thích ăn kiểu giòn, không giòn nó thơm hơn. Rồi, một tô mì chất lượng. Năng thấy được quá trình làm ngay từ thời điểm ban đầu. Cái tệ mì này khi mà nó ngấm nước lèo rồi á, chỉ có độ giòn sẽ giảm bớt nha. Ok. Quý vị khán giả, quý thực khách nào đã từng thưởng thức mì bịch tiềm Ba Huy, hãy bình luận thêm ở phía dưới nha quý vị khán giả. Có thể thấy là quán bán từ 4 giờ mở buổi chiều là đã khách đã ùa vào để ăn rồi, thì không biết đến những cái giờ cao điểm sẽ đông như thế nào nữa. Quên, Phú quên chia sẻ về câu chuyện của hai vợ chồng Huy và Huyền một tí xíu thôi. Nói chung là mình được nghe câu chuyện và xem được những cái hình ảnh thời xưa của Huy và Huyền á, hai bạn là nói chung là cũng phải khó khăn lắm để mà gây dựng lên được 4 chi nhánh. Hai vợ chồng bán từ cái lúc mà cái xe nó nhỏ rồi xây dựng dần dần lên. Còn cái hình hồi xưa hai vợ chồng ốm nhơ mà bán giờ là ăn lên làm ra có da có thịt hơn rất là nhiều. Quá trình phải rất là công phu, bạn học nghề rồi điều chỉnh từng sợi mì từ cái nước lèo để mà có thể trụ dựng 4 cái chi nhánh đến bây giờ. Rồi, cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi clip. Đừng quên, một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở những clip hấp dẫn kế tiếp.